Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3, trang 18 đến trang 21, sách Chân Trời Sáng Tạo, chủ đề trường học. Bài 6, chúng em tham gia các hoạt động xã hội của trường. Bài tập số 1, quan sát việc làm của mọi người trong hình và viết vào chỗ trống tên của hoạt động đó. Như vậy thì ở bài tập số 1 này các em sẽ quan sát các hình dưới đây, thì các em sẽ thấy là ở đây chúng ta có 4 hình. Thì hình số 1, thì các em quan sát hình số 1 này thì các em thấy các bạn đang học sinh, để các bạn học sinh đang ngồi nghe, đang hướng về cái phong trào ở đây, đó là phong trào chúng em hướng về biển đảo. Như vậy chúng ta sẽ viết vào cái chỗ trống dưới đây tên của hoạt động này, đó là phong trào chúng em hướng về biển đảo. Phong trào chúng em hướng về biển đảo. Rồi tiếp theo, tranh số 2 thì các em thấy các bạn học sinh đang ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Như vậy tên của phong trào này đó là chiến dịch ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Rồi tiếp theo tranh số 3 thì các em thấy các bạn học sinh đang thăm nom thương binh, thương bệnh binh. Như vậy ở đây phong trào, đó là phong trào thăm nom thương bệnh binh. Rồi tiếp theo phong trào ở đây là phong trào hình số 4 đó, thì các em thấy là ở đây là phong trào nuôi heo đất. Phong trào nuôi heo đất. Rồi như vậy thì chúng ta đã viết vào những chỗ trống tên của các hoạt động. Rồi tiếp theo bài tập số 2, nói mỗi hình với một ô chữ phù hợp. Như vậy ở đây chúng ta có là ba hình thì chúng ta sẽ nói với một ô chữ phù hợp. Thì các em thấy hình thứ nhất đây là cái phong trào tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Rồi cái hình thứ hai đó là các bạn đang tham gia ngày hội môi trường, tức là các bạn đang vệ sinh trường học của mình nè. Rồi tiếp theo hình 3 thì các bạn đang tham gia về cái tuyên truyền an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ. Như vậy ở đây hình 1 tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, thì ở đây chúng ta có các ô chữ bằng việc làm thiết thực, chúng ta hãy giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp. Rồi thực hiện đúng cái luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông. Rồi thực hiện phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mọi người.
Như vậy ở hình 1 tuyên truyền phòng chống dịch bệnh để... Đó là thực hiện phòng chống dịch bệnh để mà... Thực hiện để mà bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Như vậy, hình số 1 các em sẽ nói với ô chữ thứ 3. Đó là thực hiện phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Rồi hình số 2. Hình số 2 là... Bằng cái việc làm thiết thực ở đây là các bạn học sinh đang vệ sinh trường lớp thì để giữ cho cái môi trường trong lành, sạch sẽ, sạch đẹp. Như vậy, hình số 2 các em sẽ nói với ô chữ số 1. Rồi, tiếp theo hình số 3. An toàn giao thông thì thực hiện đúng cái luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông. Như vậy hình số 3 các em sẽ nói với ô chữ thứ 2. Rồi tiếp tục bài tập số 3. Viết về một cái hoạt động xã hội em đã tham gia ở trường theo những cái gợi ý sau. Tên hoạt động, thời gian diễn ra hoạt động, các việc làm cụ thể, ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta sẽ viết về một cái hoạt động. Thì ở đây cô ví dụ như là phong trào, cái hoạt động đó là phong trào kế hoạch nhỏ. Phong trào kế hoạch nhỏ. Thì thời gian diễn ra hoạt động ví dụ như là từ ngày nào đến ngày nào. Ví dụ như là ngày 10 đến ngày 20. Các việc làm cụ thể ví dụ như là chúng ta sẽ quyên góp nè. Chúng ta sẽ quyên góp. Rồi quyên góp tức là chúng ta sẽ quyên góp giấy vụn. Rồi sách báo cũ. Rồi ý nghĩa của phong trào này đó là tiết kiệm bảo vệ môi trường. Và gây quỹ. Tức là ở đây cái phong trào hoạt động kế hoạch nhỏ thì thời gian diễn ra hoạt động ví dụ là từ ngày 10 đến ngày 20. Thì trong các ngày này thì có các việc làm cụ thể đó là chúng ta sẽ quyên góp giấy vụn và sách báo cũ. Thì ý nghĩa của các hoạt động này đó là giúp tiết kiệm, rồi giúp bảo vệ môi trường và chúng ta gây được quỹ để giúp đỡ mọi người. Thì ngoài ra có rất nhiều là cái hoạt động khác thì các em sẽ tìm những cái hoạt động khác để mà chúng ta viết vào những cái ô trống này. Tiếp theo bài tập số 4, khoanh màu xanh vào cái hình ảnh những bạn có hành vi đúng, khoanh màu đỏ vào những cái hình những bạn có hành vi chưa phù hợp trong các hình sau. Như vậy ở đây, các em sẽ khoanh màu xanh vào những hình có hành vi đúng và màu đỏ thì những cái hành vi chưa phù hợp. Thì các em thấy cái hành vi đầu tiên, thì cái hình đầu tiên thì chúng ta thấy là các bạn đang, mọi người đang thu gom dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh. Thì chúng ta thấy ở đây,
Ở đây các bạn đang xả rác bừa bãi thì ở đây thì chúng ta sẽ khoanh tròn, ở đây là chúng ta sẽ khoanh tròn màu đỏ. Rồi tiếp theo hình kế bên thì các bạn đang dọn dẹp vệ sinh thì chúng ta sẽ phanh màu xanh. Rồi tiếp theo hình số 2 thì các bạn ở đây các em thấy có hai nhóm bạn đến thăm hỏi các cụ già neo đơn, còn một nhóm bạn thì mãi mê đùa nghịch. Như vậy thì chúng ta sẽ khoanh tròn màu đỏ những bạn này, rồi tiếp theo chúng ta sẽ khoanh tròn màu xanh. Rồi tiếp theo bài tập số 5 thì các em sẽ nối các nét đứt với nhau và tô màu để hoàn thành cái bức tranh này, và chúng ta sẽ viết vào cái chỗ chấm những cái ý nghĩa của bức tranh. Thì các em sẽ tô, các em sẽ nối các nét đứt để tạo thành cái bức tranh và các em sẽ tô màu. Thì phần này các em sẽ tự làm. Rồi ở đây chúng ta sẽ nêu cái ý nghĩa về bức tranh này. Thì chúng ta thấy bức tranh này có ý nghĩa đó là các bạn nhỏ đến thăm các cụ già, thăm hỏi người khác thì ở đây là các cụ già. Thì chúng ta thấy các bạn bức tranh này thể hiện được là sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi của các bạn học sinh. Như vậy ý nghĩa của bức tranh này là thể hiện sự quan tâm. Mọi người đặc biệt là người lớn tuổi của các bạn học sinh. Như vậy ý nghĩa của bức tranh này là thể hiện cái sự quan tâm mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi của các bạn học sinh. Rồi như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy like và chia sẻ mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt, cô chào tạm biệt các em.